Đi lại công nhận là vất vả, ở trong này là chỉ có khổ nhất là một cái đường đi lại. Đảng nhà nước nó bảo di chuyển gì có gì được đâu. Nên mà bảo là xin làm đường là không cho làm đấy. Lúc trước là nó làm cái đồng ở dưới kia. Bây giờ nó chuyển dân sinh ở dưới này xuống. Đấy, khó khăn thế này và là không có làm, nhưng mà nó có cái dự án vừa rồi trong cách đây 2-3 năm trước có vẻ là thuê dân ở đấy khắc, thuê người về làm đường, xong còn bắt vào tù vũ làm sao thì điền bảo không quan tâm dần nhá. Lấy 50 củ đi, 50 quả đúng không? 50 quả 50 củ. Cái này nó tròn nhỉ? Có ăn tròn ra hết rồi. Lấy tay nặn. Ơi. 50 á? 50 nhiều đấy. Ít thôi mà, 50 củ. Cô cứ thử lấy vào trong túi để xem nó to bằng nào, 50 củ ấy. Nhẹ thẳng ấy, 3-1 củ vào nữa. Ừ, thì đủ đấy. Được. Thế là như bộ quần áo của cô đang mặc này, là cái quần áo này là mình làm à? Tự làm hết hả? Tự theo à, làm hàng tháng đấy. Để cháu xem cái bộ treo ở ngoài này. Quần áo là tự làm hết. Quần áo này mặc mát đấy, cho sở rất là chi là mát nhé. Bây giờ thế như cô độ như thế thì bao nhiêu ngày thì mới phải gội một lần? Đúng là mỗi một dân tộc là có một cái nét đẹp đặc trưng riêng nhỉ. Ừ. Thế mà thường trên tỉnh, các tỉnh nó bảo đừng có về trao đổi mà hết kinh, mà hết kinh mất thì cái đau phải lên tạch rào. Đây cô, cháu chị, đây là mỗi mẻ là nấu bao nhiêu quả này? Nấu gạo, làm gạo ấy. Vâng, nấu gạo. 20 củ. 20 quả này. 20 quả. Và yến thì cho 20 củ vẫn mất được. Vì sau này mình cần chiêm nước mà. Nước, trước thì thường làm ấy, cứ bảo bọn Yến thì mình cứ đầu tiên bảo nó làm cho 15 củ. Cứ một Yến là 15 đến 20 củ. Ừ. 15 củ thì... Nhưng mà thường thường là cô nấu được bao nhiêu lít? Một Yến là nói như làm cái là 32 độ là để 10 lít. Mentos là, lấy nhẹ nhẹ đấy là cứ một Yến chả uống được 10 lít đấy. Okay, cái này chuyên đi núi đi rừng đây. Cái này là cũng tự làm rồi chứ. Ừ. Các bà nó ai thì không treo đấy. Nhưng mà đeo cái này ra ai bảo đúng rồi. Ờ đấy. Bao nhiêu tiền đây cho gửi nha? 50.000 cổ. 50.000. Quá rẻ nhỉ. Đây lại lấy thử thôi, thử về. Sau lần sau cháu vẫn cháu thử. Để làm thử xem được thì. Cái vòng ở trên cổ cô đây là toàn cái vòng này là vòng bạc ấy phải không? Không phải bạc. Cái này đúc rồi, in đúc rồi. Cái này là cô mua hay là mua ở chợ có bán này. À ở chợ cũng có bán á? Chợ Bắc Sơn. Đây cô. À chợ cũng có bán. Cháu tưởng là đấy là bạc. Không có bạc. Tìm ra bạc à. Nặng lắm nhỉ cái đấy. Ờ bạc nặng lắm. Bạc đi đeo được 3 cái rồi, cái nó là 3-4 lạng. Đa số toàn người đeo nhôm nhỉ. Bây giờ đi sang nhà em nào, mấy em học sinh nào nhỏ nhỏ nhỉ? Học sinh ở đây học là học ở trong là có phân trường. Ờ, nó có phân trường mà. Thế là học cấp 2 là mới phải ra ngoài kia, à học cấp 1 chứ. Hết rồi, học... trong này hết cấp 1, hết lớp 5, cấp 1. Hết lớp 5 à? Hết 5. Cấp 2 mới phải ra ngoài. Ờ, cấp 2 mới ra đi biên, vượt qua. Thế là ở trong này là cô giáo là dạy xong là tối lại về? Không, nó nghỉ đây, có lẽ hết tuần. Thứ hai xuống là lên thứ sáu về. Cô giáo không biết là người ở mẹt hay ở đâu toàn nhỉ? Vẫn mẹt là nó chỉ toàn cái mầm non nó vào. Còn cái toàn ví dụ lớp 1, lớp 5 là toàn hữu điên. Cô giáo mà đi vào cái đường kia một mình. Nó vào và hai người mà. Và hai người kiểu có bạn, thằng là một cô, đó một em nó dạy sáng, một em dạy chiều. Nó vào nó dạy gốc. Đi là đi cùng nhau. Phải đi cùng nhau.
Cháu thấy nếu mà con gái mà đi vào cái đường này thì nếu mà con gái mà đi cái đường này cháu đi một mình cháu còn sợ. Sợ chứ không quen. Mệt. Thì là mệt, có phải là ngày nào cũng đẹp như cái ngày hôm nay mình đi đâu. Có ngày mưa gió đường trơn chứ. Nhà mưa tao nó là nghỉ. Nghỉ à, ví dụ nó là dạy đến thứ bảy nó là về, ví dụ nó chuyển đổi đấy. Nó xuống thứ hai cũng xuống, thì thứ ba xuống thì dạy đến thứ bảy. Phải nói là rất là vi diệu ở trong này. Cái này, cái điện này thì chú mua cái bóng siêu tiết kiệm to à, nó sáng. Cái này không to nó nặng lại không được điện. Không, nó cái đấy, nó siêu tiết kiệm, nó nhẹ lắm. À. Cho xem cái điện này, bóng điện này nào. Cái này trong người nó 5W. 5W thì quá là nhỏ. Cái này, cái bóng này thì thực ra gọi là bóng ngủ thôi. Chứ không phải bóng thắp sáng, nếu bóng thắp sáng nó phải to. Thế mà điện yếu thì phải thắp này, điện yếu lắm à. Nếu mà chạy này qua thì cháu nghĩ là chạy được cái bóng to, cái bóng chạy được cái bóng 40W ấy. 40 chạy được mà. Vâng. Đấy, như chạy quạt như thế là tốt rồi. Như cháu vào trong này cháu không cần quạt, tại vì trong này quá mát rồi. Thì ngoài phố xá thì nó chuyển ở ngoài kia trời nóng lắm, nó không như không mát như này đâu. Khi điện đóm nhiều, máy khô khí nhiều. Vào trong này thấy khí thấy mát thật đấy. Mình ở đây quen là vâng, nóng lắm. Cô chú mà cứ đi ra ngoài mệt thì mới biết được. Nhà vậy ra thị trấn. Nóng lắm không chịu được, phải chui ở trong nhà ngay. Ở đây bây giờ là không quen ra ngoài, không quen mấy, chỉ có đi vào cái chú nhà uống chè nước đây, vào đấy ví dụ hút thuốc là cho mình thuận tiện làm cốc chè đấy, ngồi đấy là lấy cái quán nhờ của nó mát ngồi lúc thì chỗ bến xe đấy, ngồi đấy uống chè đá. Ở trong này có khi lấy vợ là rẻ đấy nhỉ, lấy vợ có đắt không hả chú? Tính tổng cộng hết là cả bên mình giao cho bên chắc bên tầm cái 80 triệu. 80 triệu. Ừ. Tổng cộng số cả tiền lợn nữa. Tiền ở đấy cả lợn thịt. Tức là mình lấy vợ là phải mất 80 triệu. Ví dụ tổng cộng toàn bỏ tiền ra phải tầm bên ngoài nó mất tầm 40 triệu rồi, bên mình ăn phải tầm 40 triệu nữa. Có mình sắp hết hai bên mà. À thế thì đúng là nếu mà gia đình mà vất vả là cũng không lấy được vợ đâu. Ừ. Bên ngoài trước mình tính là ba tạ thịt cơ mà, bỏ đầu bỏ chân ra mình. Thế là mà... tức là nhà bên mình phải lo cả cỗ cả của bên nhà gái nữa. Ừ đấy. Thế thì đúng là nhà mà hoàn cảnh là đúng là không lấy được vợ thật. Tiền mặt là con 15 triệu nữa. Vâng. Còn ví dụ bây giờ thịt ba tạ nữa nhân tiền em về có là 5 lít rượu. Có là tầm một tạ gạo nữa. 80 triệu. Được 3 tạ thịt đâu bây giờ. Trước như thế, nhưng bây giờ toàn là bằng chung tiền. Như bây giờ ở trong này thì gọi là cái lễ thì gọi là cái lễ lễ tiền độc cô dâu không là bao nhiêu tiền? Riêng bây giờ giao thẳng tầm 30 triệu. Tính bây giờ nó 30 triệu bây giờ. Cũng nhiều nha. Ừ. Ở ngoài cháu là cứ 20 triệu thôi. Chỉ thế mất 20 giờ, triệu thôi là gói gọn hết. Mình kiểu mình là có cái cùi cái thịt cho bên ông ngoại ông nội. Bây giờ cả một đứa con gái thì phải lấy thế mới đủ. Ây da, 80 triệu không phải đơn giản đâu. Ừ đấy. Lo cả hai bên. Lo cả hai bên là riêng cưới. Thế là nếu mà muốn gia đình mà muốn tổ chức mà lấy dâu ấy là phải thịt lợn này, thịt gà này là đấy. Tất cả là phải chuẩn thế bị từ đầu gà năm. Đâu, gà là khai coi như cho không. Gà cho không. Coi như cho không đây đây, cúng các cụ, mời các cụ đây. Con cháu coi như mày lớn 18 tuổi đi xây dựng nhà người khác rồi. Mà các cụ qua loa thế. À. Cũng được đấy nhờ. Thế là nếu mà cũng phải sắm chuẩn bị lợn gà tất cả các thứ, là tức là nhà mình là phải chuẩn bị từ đầu năm rồi. Từ đầu năm là từ tháng 2, tháng 3 sắm đến từ đến tháng 10 ví dụ cưới thì cưới gấp là tầm tháng 8 cưới mà. Chả thấy là như thế là cũng là gọi là vất vả đấy. Mình không sắm đủ thì vay mượn anh em. Ở ngoài cháu thì cứ bình thường đang như này, nhưng mà chỉ cần bảo lấy một cái là trong một tuần là xong luôn. Đấy, bên không cần một cái gì cả, rất đơn giản. Nhưng mà ở trong này vì căn bản nó vâng, sẽ một bộ quần áo này, đây quần áo. Vâng, thế cho mình bảo à, phải có một bộ quần áo như thế là riêng chuẩn bị một bộ quần áo đấy. Bộ quần áo lễ tổ là các cụ nó nhập. Riêng bộ quần áo kia là đã phải làm một năm rồi. Đi mua. Mua có không? Mua đi mua sau lại thuê thợ may. Bây giờ có thợ làm thì sáng thì cũng nhanh thôi.
Một bộ như của cô đang mặc kia là bao nhiêu tiền? Thì cái đấy chắc bên tầm 350-400 đấy, một cái một mảnh đấy. Vâng. Chứ mua cái viền đấy ra về tầm 150 rồi. Cái vải bán ra tầm 6-70 gì. Là nó là thuê may một cái nó lên nó mà cứ 150 một cái nữa về 300-380 là tính. Vâng. lấy ra ngoài cũng lên thuê thì may. Ra ví dụ đây ví dụ biết ai chuyên làm đấy toàn bỏ tiền. Bỏ tiền đi. Thế là cũng dễ đấy. Thế là mình mua vải cho nó làm thôi. Vâng. Ở trong thôn mình có người biết làm không? Có vẫn biết làm à? Trong này có mấy khâu hả? Có mấy khâu đây, đây à đây có nhà mấy khâu. Thế là nhà não phải có mấy khâu? Không có mình là trong hết. Vì gia đình mình không làm thì mình cứ dự như đi trước người gả con gái. Con gái làm ăn này còn vẫn đi thuê gia đình chứ. Còn đi chạy tủ, chạy xe, chạy nọ cho nó thì mình chạy hết ngày, hết tháng. Đúng rồi, phải chạy đúng một tháng nhỉ. Chạy mua hết cái đồ bên cháu rồi. Là mua tất cả các thứ là chỉ chạy một tí rồi ra một cái là như là tất cả các đồ thực phẩm là giao cho bên khung bàn người ta lo hết từ A đến Z, mình chả phải lo cái gì. Mình chỉ báo cái giờ mình làm bao nhiêu mâm ấy là mình chỉ bảo bao nhiêu mâm là người ta khắc sắp cho mình hết. Xong xuôi hết xong bắt đầu mình mới lại cái tiền khách mình lại mang về mình lại đáp trả. Không phải bỏ tiền ra trước. Đấy, cũng đỡ. Cứ toàn chạy tiền trước hết. Nhưng mà bảo 80 triệu là nếu như bên nhiều, cháu là nhiều, cũng còn nhiều hơn, còn phải đau đầu đấy. 80 triệu. Mày tính là tổng vào tầm đấy chứ. Không có đấy không đủ đâu mà. Nhiều lắm. 80 triệu. Không phải đủ. Ở ngoài kia nữa 20 triệu là nhiều rồi đấy. Có nhà chỉ có 10 triệu, 15 triệu thôi. Đó, chỉ như thế thôi. Mình bây giờ đưa tầm à, bây giờ 40 triệu bên đứa gái nó khác sắp hết bên con gái rồi. Bên con gái là bên nội không là sắm. Chứ mà mình không đưa được bằng đấy thì mình phải cho thịt cho gà. Ví dụ mua trắng thì ra 40 triệu thôi mày làm rồi. Mà con tao chỉ biết lấy con người về làm dâu cho chúng tôi thôi. Nhưng mà nó thì nó cũng lấy thường đấy 15 triệu này. 15 triệu tiền mán. Con này cấu cái thịt rượu nữa này. Vâng. Thế mà lấy được cô vợ trong này là cả vấn đề đấy. Ở trong này thì có em nào phải đi lấy chồng xa không? Vấn đề xa là đấy là do con gái con trai nó yêu thì yêu xa, cũng phải chịu trách nhiệm, bố mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn thì có gì đâu. Mà đi lấy xa là người ta cũng phải theo cái phong tục mình hết. Theo phong tục hết. Ví dụ như cháu về hỏi con gái của chú đấy, ví dụ tôi 40 triệu gia đình phải lo. Đến ngày tháng tôi khắc mua tủ, mua quần áo chăn mặc. Cháu chỉ biết giao cho là vào cái tiền. Ngày nào hẹn ông chủ bên ông nội ở nhà nó mua tủ mua cái gì cho một phát về gửi theo xe về đến nhà ông nội. Và còn bên kia không phải nghĩ bên ông nội. Như cháu mà lấy vợ trong này mà lấy đồ ra đây cũng chỉ. Cái đi mua đâu về gửi về thẳng bên ông nội hết mà không phải đem vào nhà đâu. Lấy từ trong này về mà chết. Đưa về này khênh đi có ai khênh được nổi. Khênh ở trên đèo đây. Bây giờ tới gì, bây giờ ra ngoài chợ ấy. Cứ ở chợ đấy luôn, với ông chủ quán bán là đưa vào ông nội ông quê hương ở chỗ nào đấy, ông nội đấy, tên đấy, nó vào cái lắp hết về cho bây giờ tủ giường. Bây giờ ra ngoài với chồng thì chả tội gì, để bên nhà chồng nó sắm này mình lấy. Nó đến nó bây giờ tiền. Tầm 3 ngày cưới hôm nay và có bây giờ xếp hết về cho ông nội. Vâng. Để một ngày cưới về quân mình, là khác đi giao lễ phát đấy là lúc uống rượu say về, lên xe về nhà ăn ngồi ăn uống cố. Ở trong này thì cứ mỗi một đám cưới thì thường là làm bao nhiêu mâm hả chú? Thì tôi làm tầm 50 mâm này rồi. 50 mâm. Nhà nào có điều kiện thì sắp nhiều không có. Làm 50 mâm thì chứ cái 10 mâm cái là người quân lo hậu, người dọn dẹp ấy. 50 ở trong này thì là có hơn 20 hộ nhỉ? Ừ. 30 hộ. Bây giờ còn đến 30 hộ. 29 hộ, nó vẫn còn theo một thôn à. Thế thì cho là gọi là 30 hộ đi. Thì hỏi là vào trong này là có gần 30 hộ trong 29 bao nhiêu gì? 30 hộ. 30 hộ là làm 30 mâm. 20 mâm, à 50 mâm. Thế là khách là phải mời cả khách ngoài kia nữa. Khách ngoài. Khách ngoài kia mà đi vào trong ăn cỗ là uống rượu vào là về cũng được đấy nhỉ. Vừa về cứ là người vào con này. Kiểu gì cũng có ông ngủ trên đèo. Cái đấy chắc chắn
rồi. Chắc chắn là có. Đi ăn cố thì phải uống cố đi chứ mẹ. Uống xong còn tỉnh táo về thế. Người ta bảo là đi uống rượu là không say à? Đi uống rượu là phải say. Đi đâu rồi đấy? À. Đi uống rượu về, đi cố rượu về. Say lắm rồi đấy chứ. Nó đúng. Mùa này thì còn như mỗi năm là cái chỗ Đồng Lâm mới là toàn nước. Đấy, nếu mà khách mà cưới vào cái vụ này thì đúng là đi thì nhờ. Không, ít cưới vụ này, cưới vào tầm toàn tháng 9, tháng 10, mùa đông. Mùa kia là bắt đầu là nước cạn rồi. Mùa này kiểu mình cưới thì cưới được, nhưng mà sau bây giờ điện đó mình quạt không đủ khách. Mà ngồi ăn uống khó, mình phải tránh cái trường hợp. Vâng. Cưới cái mùa đông thì... Đúng rồi, mùa này nóng. Bây giờ nhà này dọn phát 15 bông đầy chặt hết thì không có chỗ quạt thì nó nóng. Vâng. Ăn không ăn, uống không uống được. Không giao ở đây có bác giao không? Hay là chỉ ngồi trong nhà thôi? Trong nhà mới là ngoài xa này. Trước ở trong này thì là người ta không có thuê phông bạt đâu phải không? Không. Nếu mà cưới là chỉ đi mượn hết. Mượn nhà của nhau thôi phải không? Mượn nhau thôi. Mượn mâm rồi mượn bát đũa xong nồi đó. Thế ví dụ gia đình nào đủ, như gia đình nhà mình chả mượn cái gì đâu. Nhà chú là sắm đủ hết. Sắm đủ bát đũa và 400-500 bát là đủ. Nhà chú như thế là nhà chú phải nói là có đầy đủ hết đấy, không có thiếu cái gì. Không vay mượn đây, mượn thì về xong nó chỉ có 3-4 hôm người ta thiếu sử dụng mình là đem đi giả, mình đang mình còn rượu say tiếp khách còn say mẹ không à. Mà không đem đi trả được anh em. Phải chạy trước bản thân mình. Trước còn đi vay cả đèn, bây giờ có điện thì mình cắm bóng thôi. Mà ở chỗ cháu thì nóng cũng cưới, mùa nào cưới quanh năm. Nhưng ngoài có điện nên mình được, ngoài trong này tiện đường thì có gì có cưới lúc nào là được. Nhưng mà nóng lắm ở ngoài kia. Suối này có cá không? Có, năm nay nó toàn là cá nhiều, mùa năm nó ngập suốt mình bông thì có. Nhiều cá nhỉ? Nhiều cá. Năm nay toàn là bây giờ nó hạn hán luôn. Ở trong này cũng kích điện hết rồi nhỉ? Ừ. Năm nào ở trong này thú rừng còn có nhiều vậy nhỉ? Không còn này. Ở trong này có người săn bắt nhiều. Vẫn có, vì bên mèo mồng thì thua mèo mồng nó đi mẹ. Chỗ nào mới nên nằm rừng nó nằm tại cả đêm đến sáng thì nhất mèo mồng. Thế là hết. Thế vì nó bán được cái ăn này chắc là nó không đi đâu. Bán được đắt, bán nó đắt. Cái con sóc bé tí bằng cái quả bim thì nó bán lên 5-70. À. Đúng. Mèo mồng thì chịu khó lắm rồi, ông mồng. Đi vào xô trong này còn có nghề đó. Không có, dưới cái đồng trầm nó như Đồng Lâm. Cái đấy chỗ đấy nó chắc nó cũng rộng như Đồng Lâm ấy chứ chú nhỉ? Đấy từ đây nó nhìn thấy nó con là má tít chân núi này. Là chỉ là một cái cánh đồng thôi. Cái đồng bãi châu. Từ đây vào trong xa chứ, trong rộng lắm đi. Từ đây vào trong mái. Đi đâu ạ? Ông đi lên trên đấy đi. Thế cô chú nghỉ nha, cháu xin phép cháu đi vào trong mấy nhà ở trong kia. Thôi cơm cháo để khi khác không ạ? Vâng. Cháu xin phép thôi. Hay là hốc rượu đi. Thôi cháu rượu cháu uống đi thôi. Ôi trời ơi, trên này phải nói là đứng ở trên này mới mát nhỉ. Ở trong này chắc là thanh niên là đi công ty hết rồi nhỉ? Đi hết rồi hả? Là 4 thằng ít thôi. Vâng. Có mấy đâu. Cả cái đến đây thịt dưới này. Đây là bể nước nhà cô dẫn từ trên núi về chứ phải không cô? Vâng. Trong này phải nói là công nhận thanh bình.